Truyện vạn cổ thượng đế, giọng đọc Ngọc Hiếu đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bè Màu Fiction Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đồ hộ đã lắng nghe. Tập 380, Điên cuồng nghiền sát. Đông Vực Vương Trần Dận, một tay cầm chiến kích đẫm máu, thân hình đứng ở trên đỉnh một ngọn linh sơn đổ sụp, trên người vết thương chồng chất, chiến rất thảm liệt. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, trước mắt là núi thây biển máu, thiên lương không gì sánh được. Bán thánh và thánh giả còn sống của Đông Vực Thánh Vương Phủ, tuyệt đại đa số đều bị trọng thương. Trong đó có mấy vị bán thánh, thánh thể đỡ biên giới đổ nát, lấy lại vạn nhân, khứ hành giả cầm đầu tu sĩ thanh cảnh, toàn bộ đều mặc khắc y, trên người bao phủ hắc vụ, có thể che chắn thân hình và dung mạo. Rất hiển nhiên, bọn hắn không dám bại lộ thân phận, lo lắng lưu lại chứng cứ, bị người bẩm báo thiên cung và công đức thần điện. Tương Thương Ảnh mặc hắc bào, đứng ở dưới linh sơn, cũng không có tiếp tục công kích. Ngược lại trong mắt bọn hắn mang theo vẻ kiên dè. Bởi vì lúc trước Trần Dận sử dụng ra một tấm phù lục, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng sắc lục, chém trụ một vị thanh vương cổ bộ. Ánh sáng sắc lục cực kỳ đáng sợ, cho dù là cường giả như Lai Vạn Nhân và Cử Hành Giả cũng không có hoàn toàn nắm chắc ngăn cản được. Đó là tổ tiên Trần gia thời kỳ trung cổ lưu lại phù lục, là nội tình của Trần gia. Là nội tình này, dùng một kiện ít một kiện. Hoa Thăng Ảnh nhẹ nhàng lay động cốt phiến, phong độ nhẹ nhàng đứng ở giữa không trung, thanh âm du dương. Trần Dận, người tiếp tục ngoan cố chống cự sẽ chỉ hại Trần gia diệt tộc, công bằng thông thông khoái khoái giao ra tứ cổ huyền công, chúng ta còn có thể thả ngươi và đệ tử Trần gia một con đường sống. Trần Dận cười dài, đường sống? Thật nghĩ Trần Bổ là tiểu hài tử 3 tuổi? Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi không diệt được Trần gia, coi như bạn Dương chiến tử ở đây, sau này cũng sẽ có người tìm các ngươi báo thù, thanh toán khoản nợ máu hôm nay. Ngu xuẩn mất khôn! Một gia hỏa đầu trọc, thân hình cao tới 3 trượng, hư lạnh một tiếng, nói: dẫn đệ tử trực hệ của Trần gia tới, bản tọa muốn ở trước mặt vị Đông Dương Dương này ăn hết bọn hắn. Hơn 10 đệ tử trực hệ của Trần gia bị xua đuổi đến bên cạnh đầu trọc. Tu vi của đầu trọc không dưới La Vạn Nhân và Khứ Hành Giả, phóng ra thanh uy, đám đệ tử trực hệ Trần gia kia toàn bộ đều bị trấn áp đến quỳ trên mặt đất. Gào! Trong miệng đầu trọc phát ra tiếng hét dài, trên đỉnh đầu mọc ra một cái bọc xấu xí, sau đó biến thành một cái đầu thú. Đầu thú đảo qua những đệ tử trực hệ của Trần gia kia, lộ ra răng đanh sắc bén như đao, trong miệng tạo bắt ra mùi máu tươi gai mũi. Một đệ tử Trần gia khác khắc chế không được sợ hãi trong lòng, run rẩy khóc thét: Thánh Dương Thái già già, cứu Tần Nhi! Tần Nhi không muốn, muốn chết! Trần Dận tức giận đến trong mắt dân trào hỏa diễm, hét lớn một tiếng: các người chết không yên lành! Một tiếng phản kích này lộ ra quá mức vô lực. Phốc phốc, sinh linh thân người đầu thú kia cắn vào đầu lâu của Tấn Dĩ, cổ vung vẩy một chút, lộc cộc lộc cộc, đút hắn vào yết hầu. Hình ảnh kia cực kỳ huyết tinh. Giết! Một vị thánh giả Trần gia không để Trần Dận ngăn cản, liều mạng phóng qua. Thời điểm bay ở giữa không trung, thân thể quang bốc cháy lên, trên da xuất hiện từng vết rạn màu vàng. Chỉ là một thánh giả lại lấy phương thức tự bạo thanh nguyên đến cùng bản tòa đồng của Du Tận, quá không biết tự lượng sức mình. Sinh linh hình người đầu thú cười nhạo, gọi ra một cái vòng tay màu trắng bạc, đánh vào trên người thánh giả Trần gia kia, đánh cho thanh khu của hắn sụp đổ. Nhưng thanh khu vỗ vụn thả ra năng lượng lại được chuyển dời tới một phương hướng khác, trung kính lên người đám đệ tử trực hệ của Trần gia. Bành bành, độ tung liên tiếp, đám đệ tử trực hệ Trần gia kia toàn bộ đều thân hình câu diệt, hóa thành huyết vụ. Huyết khí đồng đậm phiêu đạn trong không khí. Hoa Thăng Ảnh cười lắc đầu, thở dài: hey, thảm, thật thảm, tội gì khổ như thế chứ. Trong mắt Trần Dận đều là tương máu, hai tay bóp ra máu tươi. Từ khi hắn trở thành Đông Vực Vương đến đây, lần thứ nhất tức giận giống như bây giờ, trả bất cứ giá nào cũng muốn giết hết địch nhân trước mắt. Nhưng hắn không có lực lượng như vậy, địch nhân quá cường đại. Ầm ầm, bỗng dưng thánh khí và quy tắc giữa thiên địa rung động kịch liệt, từng đạo thượng cổ minh văn từ lòng đất Đông Vực Thánh Vương Phủ nổi lên, giống như bàn nhện gia khắp nơi. Lai Vạn Nhân, Khứ Hành Giả, sinh lên hình người đầu thú, Hoa Thăng Ảnh đều dừng đẩy mình, vội vàng kích phát ra thánh giáp và thanh y bảo vệ toàn thân. Rất nhanh, Hoa Thăng Ảnh cất giọng cười nói: mọi người không cần kinh hoảng như vậy, kích phát thượng cổ minh văn nhất định là thần gia tiên sinh, Đông Vực Thánh Thành đã rơi vào tay chúng ta. Ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào đầu Hoa Thăng Ảnh, chém hắn thành một đoàn tro bụi. Vị thanh vương của bộ thu vi cường đại này trong nháy mắt mất mạng, ngay cả thanh niên hộ thể cũng hóa thành tro tàn. Cốt phiến trở nên rách tung tóe, phả ra khói xanh rơi trên mặt đất, tất cả tu sĩ đều kinh sợ.
Làm sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Chẳng lẽ người khống chế thượng cổ Bích Giang căn bản không phải Thần Gia tiên sinh? Nghĩ đến đây, tu sĩ Thanh Cảnh công kích Đông Vực Thánh Vương phủ tâm lạnh một nửa, cảm giác không ổn. Tu sĩ Đông Vực Thánh Vương phủ thì vui mừng quá đỗi, hưng phấn lên. Nhất định là Vũ Hóa lão tổ kích hoạt Tương Hòa Tháp, mở ra thượng cổ Bích Giang. Quá tốt rồi, giết chết bọn hắn. Thượng cổ Bích Giang mở ra, hết thảy địch nhân đều tan thành mấy khói. Đúng lúc này, trên không Đông Vực Thánh Thành xuất hiện một thánh tháp cao lớn nghiêng ngả. Trương Nhật Trần đứng ở trên đỉnh thánh tháp, cúi nhìn đại địa bao la vô biên dưới chân. Sơn hà địa lý của Đông Vực Thánh Thành giống như một bức địa đồ triển khai trước mắt hắn. Hắn giờ phút này như vượt lên trên chúng sinh. Tu sĩ trên mặt đất nhìn bóng người đứng ở trên đỉnh thánh tháp giống như một chấm đen nhỏ đều giật mình. Là Trương Nhật Trần. Có tu sĩ nhãn lực hơn người thấy rõ dung mạo của Trương Nhật Trần, kinh hô nói: quả nhiên là Trương Nhật Trần. Thánh tháp dưới chân hắn không phải là Tương Hòa Tháp trong truyền thuyết sao? Trương Nhật Trần là tu sĩ Côn Luân giới chúng ta. Nếu hắn hiện thân thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tu sĩ dị giới tiếp tục làm càn ở Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhật Trần đã từng là học viên của Đông Vực Thánh Viện chúng ta, ta và hắn là cùng một cái hệ. Lai Vạn Nhân và Cử Anh Giả liếc nhau một cái, hai người đồng thời phát động công kích. Trong miệng Lai Vạn Nhân phun ra một ngụm tử hà, trong tử hà bao vây một kiện thánh khí hình thoi. Soạt, hoa, bằng ngoài thánh khí xông ra từng tầng thánh lực. Ba tức sau, số lượng sau ánh sáng đạt tới 7 tầng, thánh khí bộc phát ra lực lượng viên bản cấp 7. Khứ Hành Giả thì chắp tay trước ngực, kết một đạo chỉ pháp cách không điểm ra. Hắn thi triển chính là một loại thánh thuật trung cấp của Phật môn Tiểu Khô Chuân Chỉ, có hơn 10 vạn đạo quy tắc dung nhập vào thánh thuật. Âm âm, lực lượng của thượng cổ minh vạn hội tụ ngưng kết thành hai hư ảnh kim diêm cao 7 dặm. Hai cái kim diêm bay ra ngoài va chạm với thanh khí hình thoi và chỉ quang. Thanh khí hình thoi bị đánh đến rung động, 7 tầng thánh lực vỡ vụn rơi xuống mặt đất. Chỉ quang thì hóa thành từng điểm sáng màu vàng óng. Nhưng hai hư ảnh kim diêm lại không có tiêu tán, từ trên bầu trời lao xuống, phân biệt công kích Lai Vạn Nhân và Cử Hành Giả. Trương Dục Trần lại có thể điều khiển thượng cổ Minh Văn. Thượng cổ Minh Văn không thể đổ, tranh thủ thời gian rút lui. Sắc mặt của Lai Vạn Nhân và Cử Hành Giả đại biến, kích phát ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất trên người, đồng thời bộc phát ra tốc độ thân pháp nhanh nhất, muốn tránh đi hai hư ảnh kim diêm. Âm âm, âm âm. Trong chủ thành của Đông Vực Thánh Vương phủ truyền ra tiếng độ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, hai đám mây hình đấm dâng lên, phong bạo kịch liệt càn quét ở trong thiên địa. Nửa thân thể bên phải của Lai Vạn Nhân biến mất không thấy gì nữa, may mắn đầu lâu không có bị thương, bảo vệ được một mạng. Nửa đoạn thân thể dưới của Cử Hành Giả bị đánh trúng, phần eo trở xuống biến thành bùng máu. Trương Nhật Trần nắm thực của Minh Giang trong tay, tranh thủ thời gian diệt trừ hắn, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết ở trong Đông Vực Thánh Thành. Lai Vạn Nhân một bên chạy vào Đông Vực Thánh Vương phủ, một bên rống to hô. Trên không Đông Vực Thánh Vương phủ, thượng cổ minh văn nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một vòng xoáy phong bạo. Mỗi một đạo cương phong đều sắc bén hơn thanh đao. Soạt, vòng xoáy cương phong lao xuống, đụng vào trên người vị thánh giả cửu bộ hình người đầu thú kia. Nó sử dụng ra vòng tay màu bạc, ngưng tụ thành một bàn sáng bảo vệ toàn thân. Nhưng bàn ánh sáng màu bạc chỉ chống đỡ được một cái sát na, liền bị cương phong đánh thủng. À, làm sao có thể? Đang không được. Vị sinh linh hình người đầu thú kia vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ, xương cốt cũng biến thành một phấn. Vòng xoáy cương phong tiếp tục xông ra ngoài, công kích những tu sĩ thánh cảnh khác. Chỉ cần bị kẹo vào vòng xoáy, vô luận tu vi cao bao nhiêu đều sẽ hai cốt không còn. Trong khoảnh khắc, có mấy chục tu sĩ thánh cảnh chết ở trong vòng xoáy cương phong. Làm càn! Một thủ ấn dài 30 trượng từ trong một mảnh huyết vân đánh ra, đánh cho vòng xoáy cương phong vỡ nát. Là một cường giả bí ẩn có thể so với đạo vực cảnh xuất thủ. Người kia đứng ở trong huyết vân, thấy không rõ thân hình và dung mạo, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy bốn cái huyết dực to lớn. Huyết dực nhẹ nhàng vỗ, liền đổi lên gió lốc. Trương Nhật Trần hỏi: hắn là ai? Đại Hy Vương cắn môi không có trả lời Trương Nhật Trần. Làm việc cho ta thật sự khó khăn như vậy sao? Dù sao ngươi cũng đã giết nhiều tu sĩ phe phái thiên đường giới như vậy, còn có bí mật gì không thể nói? Trương Nhật Trần nói. Đại Hy Vương cắn chặt răng, mắt hành trừng Trương Nhật Trần, đang cảm thấy Trương Nhật Trần chính là một ác ma đang từng bước một đưa nàng vào vực sâu. Vừa rồi hình ảnh đang điều khiển thượng cổ minh văn giết chết mấy chục cường giả của phe phái thiên đường giới, khẳng định đã bị Trương Nhật Trần ghi xuống. Sau này coi như nàng chạy đi cũng khó có thể thoát khỏi Trương Nhật Trần khống chế. Trong tay Trương Nhật Trần nắm một quyển trục, sau đó mở ra. Đại Hy Vương đoán không sai,
Trương Nhật Trần đích thực là ghi xuống hình ảnh vừa rồi. Bộ ngực sung mãn mượt mà của Đại Hy Vương chập trùng mạnh liệt, cuối cùng thỏa hiệp hồi đáp: hắn là tử dực tinh hồn thiên sứ đời trước của Huyết Chiến Thần Điện. Thiên thần tu di đã đạt tới quy tắc đại thiên địa, người cùng tử dực tinh hồn thiên sứ thế hệ đại giao thủ qua, hắn rõ ràng tử dực tinh hồn thiên sứ lợi hại. Mặc dù tu di của thiên thần không có đạt tới đạo dược cảnh, nhưng giải thương hại tu di đạo dược cảnh đã từng bại trong tay hắn. Trương Nhược Trần, nhưng giờ bừng đầy, ngươi bây giờ trêu cho không nổi. Đúng lúc này, trên không Đông Vực Thánh Thành xuất hiện một thánh tháp cao lớn nghiêng ngả. Trương Nhược Trần đứng ở trên đỉnh thánh tháp, Huyết Chiến Thần Điện mỗi cách trăm năm mới sẽ trải qua sạc dọn, tuyển ra 10 anh kiệt tuyệt đỉnh, bồi dưỡng thành tinh hồn thiên sứ. Tinh hồn thiên sứ tu luyện để dứt thần công hiến võ chiến đồ của Huyết Chiến Thần Điện, là thần công bảo điện trên thay ức thần công bản, chiến lực viện sư tu sĩ cùng cảnh giới. Hơn nữa, tinh hồn thiên sứ của Huyết Chiến Thần Điện nhất định là có cơ hội tiến vào chân lý thiên vực tu luyện, có thể linh ngộ quy tắc chân lý. Chính vì như thế, thiên thần không có tu luyện ra đạo vực, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều tu sĩ đạo vực cảnh. Lấy thâm cừu đại hận giữa Huyết Chiến Thần Điện và Trương Nhật Trần, thiên thần nhìn thấy Trương Nhật Trần tự nhiên nhìn thấy cừu nhân giết cha đoạt vợ, sát khí trong giây mắt liền bạo phát ra. Phật phật, thiên thần triển khai bốn cái huyết nhật, tự như bốn mạch huyết vân có thể già thiên tế địa, bốn cánh vồ mạnh phóng tới mây xanh công kích Trương Nhật Trần đứng ở trên đỉnh Tân Hỏa Tháp. Tu sĩ ở trên Kim Hồng Đại Lục toàn bộ đều có thể cảm nhận được thanh uy trên người thiên thần. Coi như biết Trương Nhật Trần nắm thượng cổ minh văn trong tay, nhưng tu sĩ cô lương giới vẫn cực kỳ lo lắng. Dù sao thượng cổ minh văn chỉ kích hoạt lên một bộ phận rất nhỏ, chưa hẳn có thể vô địch. Không nhìn thấy trận pháp cửu phẩm của chủ thành cũng bị bọn tu sĩ dị giới công phá sao? Trên đỉnh Tân Hỏa Tháp, Trương Nhật Trần của nhìn huyết vân càng ngày càng to lớn. Sau đó nhìn về phía Đại Hiệu Vương nói: bằng vào tu diện tại của ta, đích thật là không thể trêu vào nhân vật như thiên thần, như ngươi chọc nổi, đúng không? Ánh mắt của Đại Hy Vương lạnh lẽo nhìn Trương Nhật Trần. Vậy mà muốn mượn tay của nàng đối phó thiên thần. Nếu thiên thần không chết còn tốt, vạn nhất thiên thần chết ở dưới thượng cổ minh văn, như vậy nàng thật không có đường quay về rồi. Thiên đường giới với Huyết Chiến Thần Điện tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Thiên thần cũng không phải loại nhân vật như Hoa Tàng Ảnh, giết một cái liền có thể làm cho Huyết Chiến Thần Điện gấp đến độ dư chân. Trương Nhật Trần bình tĩnh đối mặt với Đại Hy Vương nói: thiên thần muốn xung phá thượng cổ minh văn cách trở công tới, còn không xuất thủ. Đại Hy Vương đưa mắt nhìn Trương Nhật Trần nửa ngày, cuối cùng vẫn đánh ra tinh thần lực điều khiển thương hạch châu, dứt pháp phá càn khôn. Hai tay của thiên thần kết chỉ ấn, thương võ ấn ký nổi lên nhanh chóng chuyển động. Hoa, một đạo lưu quang đỏ như máu từ mi tâm bay ra, chuẩn bị mấy loại quy tắc thánh đạo xoay quanh ở trong huyết quang, đánh thủng từng tầng thượng cổ minh văn. Ngôn tử kinh hô một tiếng: không tốt, nhất pháp phá càn khôn là thánh thuật trung cấp trên huyết võ chiến đồ, uy lực vô tận, thượng cổ minh văn của Đông Dương Thánh Thành chưa hẳn chống đỡ được. Thiên nữ điện hạ, chúng ta có cần trợ giúp Trương Nhật Trần một tay hay không? Bình thường mà nói, tu sĩ thi triển thánh thuật trung cấp chỉ có thể điều động một loại quy tắc thánh đạo dung nhập trong đó. Tỷ như thi triển thánh thuật trung cấp trường pháp chỉ có kết hợp với quy tắc dưỡng đạo mới có thể đưa ra đến tác dụng tăng phúc. Dung nhập quy tắc dưỡng đạo càng nhiều, thánh thuật bạo phát ra uy lực càng mạnh. Thế nhưng dứt pháp phá càng khôn lại có thể dung nhập nhiều loại quy tắc thánh đạo, bạo phát ra uy lực hơn xa thánh thuật trung cấp khác. Thiên sư tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu nói: thượng cổ minh văn của Đông Dương Thánh Thành nhất định là do thần linh lưu lại, mặc dù chỉ kích hoạt lên bộ phận, cũng không phải thiên thần có thể rung chuyển. Làm ta hiếu kỳ là lấy cường độ từ thực lực của Trương Nhật Trần, hẳn không khởi động được trận pháp mới đúng. Hắn mời giúp đỡ từ đâu tới? Thiên sư tiên tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến người trợ giúp Trương Nhật Trần thu thập phe phái thiên đường giới sẽ là Đại Hy Vương. Nếu tu sĩ phe phái thiên đường giới thấy cảnh này, sợ rằng biểu lộ sẽ cực kỳ đặc sắc. Trong tầng mây, một vòng xoáy cương phong ngưng tụ còn lớn hơn vòng xoáy lúc trước. Vòng xoáy cương phong và lưu quang màu đỏ va chạm phát ra tiếng vang ngầm ầm, toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Vòng xoáy cương phong càng trở như phá càng khôn, đồng thời chậm rãi đè xuống. Mạnh như vậy sao? Sắc mặt của thiên thần trở nên ngưng trọng, trong lòng biết bằng vào sức một mình không phân nửa không cách nào đối kháng từ cổ minh văn, vội vàng truyền âm cho hai vị đạo vực cảnh khác: đồng loạt ra tay phá vỡ từ cổ minh văn, chỉ có nắm trọng pháp trong tay, chúng ta mới có thể chân chính khống chế được Dực Thánh Thành. Hai cường giả đạo vực khác không còn tiếp tục ẩn giấu thân hình, từ trong hư không đi ra. Trong đó một vị chung quanh thân thể nổi lên trăm sợi xương xích màu trắng, hình thành một viên cầu đường kính ngàn trượng. Hắn đứng ở trung tâm viên cầu, ăn mặc cực kỳ hoa lệ,
trên người có một cổ quý khí siêu nhiên. Nhưng bởi vì có viên cầu xiên xích ngăn cản, ở đây bất luận kẻ nào cũng thấy không rõ chân dung của hắn. Một việc khác, khí tức hơi yếu hơn một ít, đứng trên mặt đất, toàn thân tạo bát ra yêu khí nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy 5 cái đuôi màu trắng bồng bềnh trong yêu khí. Lần này không đợi Trương Dực Trừng hỏi thăm, Đại Hy Vương đã nói là thánh trạch giới tuyệt nham hồ và hồn giới tự hoàng. Hồn giới? Trương Dực Trừng nói, phải biết Đại Hy Vương chính là thiên chi kiêu nữ, lãnh tụ tân sinh hồn giới. Đương nhiên, vì tự hoàng kia cũng không phải tu sĩ thế hệ này, mà cao hơn Đại Hy Vương một hai cái bối phận. Đại Hy Vương muốn bỏ đi, Trương Dực Trừng lo nghĩ, nói: mặc dù cũng là tu sĩ hồn giới, thế nhưng ta và tự hoàng không có gặp nhau gì, giống như tu sĩ côn luân giới và quả ngàn giới, cứ hẳn cũng không quen hết chứ. Trương Dực Trừng từ chối cho ý kiến, cười một tiếng: tốt nhất đừng động tâm tư đạo tổ. Vì để phòng vạn nhất, thời điểm nói ra lời này, bàn tay của Trương Dực Trừng đè vào vai Đại Hy Vương, nhẹ nhàng vỗ một cái, đánh vào trong cơ thể của nàng một tia thanh khí, xâm nhập thánh mạch và kinh mạch. Thanh khí kia là do lực lượng hỏa thần quyền sáo, minh văn màu đỏ trong diễm thần thối, lại thêm tịnh diệt thuần hỏa do Trương Dực Trừng tự mình tu luyện ra ngưng tụ thành. Thanh khí hỏa diễm hóa thành từng con hỏa diễm phi trùng, phi trùng nhỏ như điểm sáng, chiếm cứ tất cả kinh mạch và thánh mạch của Đại Hy Vương. Đồng thời, thông qua kinh mạch và thánh mạch, hỏa diễm phi trùng còn tiến vào khí hải và thanh tâm của Đại Hy Vương. Có thể nói, chỉ cần Trương Dực Trừng muốn, liền có thể đốt Đại Hy Vương thành tro bụi. Coi như đàn đào tổ muốn luyện hóa hỏa diễm phi trùng trong cơ thể, thì ở thời điểm đàn chuẩn bị luyện hóa, hỏa diễm phi trùng sẽ phát động công kích, cho dù không chết, tu vi cũng sẽ phế bỏ. Trương Dực Trừng, người quá độc ác. Thân thể mềm mại của Đại Hy Vương nhẹ nhàng run rẩy. Trương Dực Trừng nói: hung ác, lúc trước ngươi sử dụng thánh hồn của Thanh Tận đoạt xá ta, sao không đó như vậy? Ban đầu Đại Hy Vương còn ôm lấy tâm lý may mắn, cảm thấy chỉ cần tạm thời thỏa hiệp với Trương Dực Trừng thì có thể tìm được cơ hội thoát thân, nói không chắc còn có thể thừa dịp Trương Dực Trừng lơ là sơ suất phản sát hắn một đao. Nhưng Trương Dực Trừng quá cẩn thận, đạt căn bản không có bất cứ cơ hội nào, ngược lại từng bước một rơi vào trong tính toán của Trương Dực Trừng. Người này tuyệt đối là đại địch của Thương Tử Hành. Đại Hy Vương lần thứ nhất cảm giác được trước kia đã gia thấp Trương Dực Trừng là một sai lầm tai hại của đào. Trên biển, sắc mặt của Thần Giai tiên sinh trở nên khó coi, trong lòng cực kỳ tức giận. Lúc đầu lấy thu đoạn của trận pháp địa sư như hắn, tăng thêm đám người giải Thương Hải Tuyệt Nham Hồ muốn đánh hạ Đông Vực Thánh Thành, có thể đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật lại là quậy muốn không ngừng. Khương Vân Xuân đỡ đục cười, nói: xem ra người không chế thường của Minh Giang là tu sĩ của cô luân giới chúng ta. Thần Giai tiên sinh không bằng người quy thuận cô luân giới, đó không chắc hôm nay còn có một con đường sống. Thần Giai tiên sinh hừ nhẹ: chủ thành của Đông Vực Thánh Dương Phủ có 3 cường giả tương đương đạo vực cảnh, Trương Dực Trừng muốn sẵn tay đối phó lão phu, trước tiên cần phải qua cửa ải của bọn hắn đã. Mà các ngươi ở trước đó sẽ biến thành người chết. Thần Giai tiên sinh rất rõ ràng uy lực của thần cổ Minh Văn, bằng vào lực lượng của thiên thần Tự Hàng Tuyệt Giam Hồ chỉ có thể đối kháng ngắn ngủi, chỉ có hắn mới có thực lực đối kháng thần cổ Minh Văn, cho nên nhất định phải nhanh giải quyết Khương Vân Xuân và Bộ Dung Diệp Phong. Trên biển đại chiến bùng phát lần nữa, chiến đấu càng thêm kịch liệt hơn lúc trước, hải vực trở nên lòng trời lở đất. Trên không chủ thành của Đông Vực Thánh Vương Phủ, thượng cổ Minh Văn ngưng tụ thành kim khí lít nha lít nhít, xen lẫn thành lưới công kích về phía thiên thần Tự Hàng Tuyệt Giam Hồ. Kiếm khí sắc bén đến cực điểm, Tuyệt Giam Hồ chỉ nhẹ nhàng đụng phải một cái đuôi cáo liền bị chặt đứt, máu tươi chảy đồng đìa. Thiên thần mặc một bộ huyết khải cấp bậc thần di cổ khí, đụng đát từng tia kiếm khí không ngừng tiếp cận Trương Dực Trừng. Huyết khải kia hoàn toàn kích hoạt, tổ hồ có thể tăng phúc chiến lực qua gấp đôi. Chỉ là thượng cổ Minh Giang còn không ngăn được bản tọa, Trương Dực Trừng dần lấy cái chết. Thiên thần thét dài, Trần Lưu Ly bị tiếng gào của thiên thần chấn đến bàn diện vỡ đát, hai tay bịt lỗ tai, đỡ ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trương Dực Trừng lấy ra thanh thiên cung và bạch nhược tiễn, bắn ra một tiễn, bành, bạch nhược tiễn đụng vào ngực thiên thần, bắn ra vô số hỏa hoa. Huyết khải ngăn trở bạch nhược tiễn, thân thể của thiên thần chỉ nhẹ nhàng lắc lư, đã hóa giải hết lực lượng trên tên. Chỉ bằng chút lực lượng ấy của ngươi, cho dù bản tọa đứng tại chỗ, ngươi cũng không làm gì được bản tọa. Đột nhiên sắc mặt của thiên thần biến đổi, thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới. Ngay vừa rồi lực lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng suy kiệt, cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân làm cho khó chịu đến cực điểm. Mũi tên kia có vấn đề. Thiên thần rốt cuộc ý thức được
vừa rồi quá chủ quan. Nếu không, lý tính cảnh giác của hắn khẳng định sẽ sớm tránh đi Bạch Nhược Tiễn, sẽ không mặc cho nó bắn vào trên người. Trên Bạch Nhược Tiễn khắc có thời gian ngư ký, có thể chém thọ nguyên của tu sĩ. Thiên thần lại không tránh không để đón đỡ, chỉ có thể nói hắn có mức tự tin, hoặc nói hắn căn bản không có để Trương Nhật Trường vào mắt. Trương Nhật Trường trừng Đại Hy Vương một cái, nói: lại không toàn lực ứng phó. Có tin hiện tại ta liên lột sạch thánh y của ngươi, từ nơi này đếm xuống hay không? Tin tưởng vô số tu sĩ sẽ chen chúc tới, tranh nhau cướp ngươi đi. Vô sĩ! Đại Hy Vương hư lạnh. Bất quá Đại Hy Vương cũng rõ ràng, hiện tại Trương Nhật Trường rất gấp, thắng bại sinh tử đều trong chớp mắt. Còn bất hắn, hắn chuyện gì cũng dám làm. Đại Hy Vương không dám ứng phó cho xong việc, toàn lực thôi động thượng cổ minh văn. Ầm ầm, có hơn 10 hư ảnh thần thú ngưng tụ ra và chạm vào trên người thiên thần, đánh tráng rơi mầm trên mặt đất. Bị công kích liên tiếp, coi như thiên thần không chết, đoán chừng cũng trọng thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có chiến lực. Phế bỏ một cái, hai cái khác liền dễ đối phó. Hư ảnh thần thú vòng xoáy cường phong, quang trụ lôi điện không ngừng rơi xuống, đánh cho Tự Hạc và Tuyệt Giam Hồ chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là Tuyệt Giam Hồ thực lực hơi yếu, năm cái đuôi cáo đứt hết, yêu thể trở nên máu thịt bé bét, rất nhiều nơi có thể nhìn thấy xương cốt trắng hiếu. Tuyệt Giam Hồ cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong lòng sợ hãi không thôi, đang nghĩ biện pháp đào tổ. Bất quá đúng lúc này, chân trời hiện ra ánh sáng, bảy ngôi sao xuất hiện, tản mắt ra thần uy cường đại đến cực điểm. Thần gia tiên sinh đứng ở trên một ngôi sao, nhanh chóng lao về phía Tinh Hỏa Tháp. Quá tốt rồi, thần gia tiên sinh rút cuộc chạy đến, Trương Nhật Trần đã không thể khoe oai. Thượng cổ minh văn là do thần gia tiên sinh chủ trì chữa trị, tiên sinh nhất định lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta ngược lại muốn xem Trương Nhật Trường sẽ chết như thế nào. Tu sĩ phe phái thiên đường giới đã vui mừng quá đỗi, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, giống như đã nhìn thấy cảnh thần gia tiên sinh chém Trương Nhật Trường thành muôn mảnh. Trương Nhật Trường rất đáng hận, khắp nơi đối nghịch với bọn hắn, làm hại bọn hắn tổn thương nặng nề, không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc ở trong tay đối phương. Trông thấy bảy viên thần tọa tinh cầu và thần gia tiên sinh bay tới, Trương Nhật Trường cũng có chút lo lắng. Lúc đầu hắn là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết nguy cơ của Đông Vực Thánh Vương phủ, để tránh đám người Tuyệt Giam Hồ nắm giữ Chu Thiên Đại Trận, lại đi trợ giúp Bộ Dung Diệp Phong và Khương Vương Sung trấn sát thần gia tiên sinh. Nhưng thần gia tiên sinh cường đại có chút vượt quá Trương Nhật Trường đoán trước, lấy chiến lược của Bộ Dung Diệp Phong và Khương Vương Sung lám chế không đổi hắn. Trong mắt Đại Hy Vương hiện lên vẻ vui mừng, thượng cổ minh văn của Đông Vực Thánh Thành chính là thần gia tiên sinh dẫn đầu một đám thánh sư chữa trị, cho nên nếu hắn phá được thượng cổ minh văn cũng đừng trách ta không có sức. Đại Hy Vương đói: đừng tưởng thần gia tiên sinh có thể cứu ngươi, hắn có thể đuổi tới Tường Hòa Tháp hay không còn là một ẩn số. Trương Nhật Trần nhìn chằm chằm đội thành phía dưới, trông thấy một thanh thánh đao bay lên, đang mang chói mắt chém thẳng về phía thần gia tiên sinh. Chuôi đao kia là đại khảm đao của Đồ Tể, đao này hung uy hiển hách, tản bắt ra đại thánh vi lực cuồng trào, tựa hồ muốn chia cắt thiên địa thành hai nửa. Côn Luân giới còn có cao thủ đạo dược cảnh. Thần gia tiên sinh nhìn thấy đao quang, khuôn mặt sầm lại, điều khiển một viên thần tọa tinh thần oanh kích tới. Ngôn tượng kết thủ ấn dài chừng hơn 300 mét, bên trong đang xen quy tắc thánh đạo, hóa thành một đại sơn trấn áp về phía thần gia tiên sinh. Không phải Côn Luân giới xuất thủ, là bọn hắn thiên sư giang minh cũng dám xen giao việc của người khác, đây là đang muốn chết. Thần gia tiên sinh khó có thể bảo trì được bình tĩnh, lửa giận trùng thiên, vung ra một viên thần tọa tinh cầu đánh đát chuẩn ứng, sau đó lại đánh ra hai viên thần tọa tinh cầu khác, phân biệt đánh về phía Tân Hỏa Tháp và Thiên Sơ Tiên Tử. Mặt ngoài Tân Hỏa Tháp hiện ra tầng tầng phòng ngự, bình văn lít nha lít nhít lưu động. Ầm ầm, lực lượng của thần tọa tinh cầu bùng lên, giống như tiểu hành tinh chạm tới. Bàn sáng phòng ngự ở trước mặt đó giống như thùng rộng kêu to. Thần gia tiên sinh thật đáng sợ. Trương Nhật Trần gọi ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, toàn lực thôi động. Hắn cũng không phải sợ thần tọa tinh cầu đông cháy Tân Hỏa Tháp, mà là lo lắng bị va chạm sẽ ảnh hưởng Tân Hỏa Tháp vận chuyển bình thường. Dù Tân Hỏa Tháp ngừng vận chuyển một cái sát na cũng sẽ xuất hiện ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp xoay chậm chậm, cao lớn như một gọt núi, va chạm với thần tọa tinh cầu. Hai cổ lực lượng đối xứng, kiến trúc phía dưới bị ép tới sụp đổ. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bay ngược về, rơi vào trong tay Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần vừa mới bắt lấy, thân thể liền không bị khống chế bay ra, đụng vào trên vách tháp. Đại Hy Vương một mực vụng trộm quan sát Trương Nhật Trần, phát hiện hắn chỉ bị chút vết thương nhẹ, không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Một kích này, Trương Nhật Trần thành công ngăn trở thần tọa tinh cầu, tranh thủ được thời gian quý giá. Mọi Dung Diệp Phong và Khương Vân Xung đuổi theo, lần nữa cản thần gia tiên sinh lại. Thiên địa lục hợp, thánh diệu bát phương. Khương Vân Xung cũng liều mạng, phóng thích thánh nguyên đến bên ngoài cơ thể, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Thánh khí và quy tắc thánh đạo trong thánh nguyên
đều dùng mạnh lao về phía 6 tòa thánh thành. Kết hợp với 6 thi hài đại thánh trong thánh thành, trấn áp 6 viên thần tọa tinh cầu của thần gia tiên sinh. Khương Vân Xung hiển nhiên là cực kỳ cố sức, sắc mặt trở nên tái nhợt, giao chống không được bao lâu. Cửu Phượng xuất hỗn độn. Mộ Dung Diệp Phong cũng toàn lực ứng phó. Bành bành hai tiếng, hai cánh tay quán độ tung, chỉ còn lại bạch cốt. Huyết khí trong hai tay hóa thành đoàn huyết vụ, tràn vào Cửu Phượng đỉnh. Lập tức, vùng thiên địa này trở nên lờ mờ, phong vân bạo động. Chỉ có Cửu Phượng đỉnh lên lượng ở trung tâm thiên địa, phóng ra lực lượng làm cho Thanh Vương cũng hít thở không thông. Sắc mặt của thần gia tiên sinh biến đổi, liên tiếp đếm ra 13 tấm phù lục. Mỗi một phù lục đều giá trị liên thành, có thể ngăn cản một kích của đại thánh. Chỉ có đến trước mắt sống chết mới sẽ sử dụng, có thể làm cho thần gia tiên sinh đánh ra 13 tấm phù lục bảo mệnh cùng một lúc. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này trong lòng quán sợ hãi bừng đào, tựa như bị đại thánh truy sát. Chính con phượng hoàng từ trong Cửu Phượng đỉnh bay ra, quay chung quanh thân đỉnh phi hành, sau đó lao về phía thần gia tiên sinh. Tấm phù lục thứ nhất sụp đổ, hóa thành một thuận ứng dài trăm trượng, dài 7 trượng, va chạm với Cửu Phượng đỉnh. Bành bành, liên tiếp va chạm 3 lần, thuận ứng độ tung. Thần gia tiên sinh lập tức chấn vỡ tấm phù lục thứ hai, lần nữa ngưng tụ thành một thuận ứng. Lập tức trấn sát Trương Nhật Trần, phá thần cổ Minh Văn. Thần gia tiên sinh rống to, Từ Hàng, Tuyệt Giang Hồ, còn có những tu sĩ thánh cảnh khác đều ý thức được tình thế nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có giết chết Trương Nhật Trần, không có thượng cổ Minh Văn uy hiếp, bọn hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tự Hàng vọt tới chỗ Tương Hòa Tháp, Trương Nhật Trần bắn ra bạch dược tiễn, nhưng còn chưa tới gần Tự Hàng đã bị một sợi sức sắc đánh bay. Tuyệt Giang Hồ tay cầm một mảnh vỡ của chi thuật thanh khí, từ một phương hướng khác đánh tới phụ cận Tương Hòa Tháp. Bất quá thương thế quán rất nặng, còn có thể bạo phát ra chiến lực cũng chỉ tương đương quy tắc đại thiên địa. Muốn xông phá thượng cổ Minh Văn chặn giết thật không phải là một chuyện dễ dàng. Hoa, trên mặt đất có một tia sáng phóng lên trời, liên tiếp xuyên thấu thực thể của năm tu sĩ thanh cảnh. Tia sáng chấn động một cái, năm tu sĩ thanh cảnh kia phát ra tiếng kêu thảm, thanh cung hóa thành khối vụn rơi xuống mặt đất. Tia sáng kia là một thanh kiếm, Vũ Ti thần kiếm. Lạc Cơ, người dám nhúng tay chuyện hôm nay, không sợ rước lấy họa lớn gặp trời cho mình sao? Tuyệt Giam Hồ nhận ra thanh kiếm kia, tự nhiên biết chủ nhân của đó là ai. Cũng không phải lần thứ nhất nhúng tay sự tình của phe phái thiên đường dưới các ngươi, có gì phải sợ? Thiên Sơ Tiên Tử tay cầm Vũ Ti thần kiếm, trực tiếp công tới Tuyệt Giam Hồ. Thanh kiếm giống như tia lưới, chặt chẽ bao phủ Tuyệt Giam Hồ, khiến cho hắn không cách nào phân tâm đi công kích Tương Hỏa Tháp. Ánh mắt của Trương Nhật Trần nhìn về phía Thiên Sơ Tiên Tử, khóe miệng hiện ra nụ cười, không thể không thừa nhận vì Thiên Sơ Tiên Tử này thực sự có quyết đoán, cũng dám công nhiên đối nghịch phe phái thiên đường dưới. Hơn nữa nàng cũng rất dạng tình nghĩa, sợ dĩ ra tay hơn phân nữa là vì báo ân. Về phần nàng đối với Trương Nhật Trần có thể có một chút tình cảm hay không thì không được biết rồi. Trương Nhật Trần rất rõ ràng bằng tu vi hiện tại của hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tự Hàng, bởi vậy cực kỳ quả quyết lấy ra thời không bí điển. Không gian đa nguyên xuất hiện bao trùm lấy Tương Hòa Tháp, vết nứt không gian dẫn đát, dòng xoáy không gian. Trương Nhật Trần mượn giờ thời không bí điển đánh ra từng thủ đoạn không gian, điên cuồng cung kích về phía Tự Hàng. Cho dù ngăn không được cũng phải tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần Mộ Dung Diệp Phong và Khương Vân Xung thu thập xong thần gia tiên sinh, liền có thể khóa chặt thắng cục. Hiện tại song phương đều đang liều mạng, chỉ nhìn phương nào chống càng lâu. Bành bành, chiến lược của Tự Hàng viện siêu đạo vực cảnh bình thường, tránh đi không gian cung kích dày đặc, đến biên giới của không gian đa nguyên, phá cho ta. Trong viên cầu xiên xích bay ra 36 sợi xiên xích quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một cương thiết trường long, lấy lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép đánh thủ không gian đa nguyên, bắn đến bên cạnh Trương Nhật Trần. Không tốt! Trương Nhật Trần lập tức thi triển không gian đa nhiên né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Xiên xích hình thành như ba rơi vào trên người Trương Nhật Trần, lưu lại một vết thương nhìn thấy mới giật mình. Văn tượng khải giáp bị đánh đến khắc vào huyết nhục. Nói cho cùng, lực phòng ngự của văn tượng khải giáp vẫn khá yếu, đối mặt cường giả đạo vực cảnh đã không có tác dụng lớn. May mắn của thần gian hộ thủy hóa giải chính thành lực lượng của Tự Hàng, nếu không thân thể của ta đã bị cắt thành hai đoạn. Trương Nhật Trần nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị phản kích, lại phát hiện 36 sợi xương xích quấn chặt lấy Đại Hy Vương, cứu nàng ra Tân Hoạ Tháp. Ánh mắt của Đại Hy Vương và Trương Nhật Trần đối mặt, hai người càng ngày càng xa. Giờ phút này Trương Nhật Trần có thể điều động hỏa diễm phi trùng trong cơ thể Đại Hy Vương, đốt nàng thành tro bụi. Nhưng trong chớp mắt này, Trương Nhật Trần suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng không có làm như vậy. Đại Hy Vương được cứu đi chưa chắc là một chuyện xấu. Đầu tiên, hỏa diễm phi trùng trong cơ thể nàng không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Đây là một thủ đoạn thứ nhất Trương Nhật Trần khống chế nàng. Thứ hai,
Đại Hy Vương thông qua thư cổ binh văn giết bao nhiêu tu sĩ phe phái Thiên Đường Giới, toàn bộ đều bị Trương Nhật Trần ghi xuống. Đây là loại thủ đoạn không chế thứ hai. Trừ cái đó ra, bảo vật trên người Đại Hy Vương đều bị Trương Nhật Trần lấy đi. Trong những bảo vật kia còn mấy thứ đối với nàng cực kỳ quan trọng, đang muốn thu hồi, nhất định phải thỏa hiệp với Trương Nhật Trần. Chạy thoát liền có thể xong việc sao? Chạy thoát chỉ là tạm thời giải thoát mà thôi. Chờ tu vi của Trương Nhật Trần tinh tiến, có thể bằng vào thực lực chân chính nghiền ép nàng. Nàng sẽ biết cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Mà bây giờ Trương Nhật Trần sẽ trở thành tâm ma của nàng. Trương Nhật Trần không chết, nàng sẽ ăn ngủ không yên. Mất đi Đại Hy Vương không chế, tân hỏa bắt đầu biến mất, thượng cổ minh văn trở nên càng ngày càng ảm đạm. Hình dáng Từ Hàn hiện lộ ra, dung nhan cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan sắc bén, ánh mắt băng lạnh, nói: Thần nữ điện hạ, người muốn Trương Nhật Trần chết như thế nào? Đại Hy Vương còn chưa mở lời, đời xa đã truyền đến một tiếng oanh minh. Nguyên lai ở dưới một dung diệp phong liều mạng công kích, Cổ Phương Đỉnh đánh đát 13 tấm phù lục bảo mệnh của Thần Gia Tiên Sinh. Thần Gia Tiên Sinh bị trọng thương, bảy viên thần tọa rơi xuống mặt đất, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Bộ dung diệp phong toàn thân đẫm máu, dẫn theo Cổ Phương Đỉnh cháy hừng hực, lao nhanh về phía Tân Hỏa Tháp, hét lớn một tiếng: Muốn đả thương Thái Tử điện hạ, trước quan sát của bộ dung diệp phong ta đã. Ai dám đồng thủ, ta diệt cả nhà hắn. Tu vi của bộ dung diệp phong vượt xa Từ Hàn, là cầm chí tôn thánh khí. Y thế kia ở dưới đại thánh, có thể nói một kẻ nào chết người đó phải chết. Lại thêm Thần Gia Tiên Sinh thảm bại, bọn hắn đã mất đại thế, Từ Hàn đưa đào còn dám dừng lại. Đừng nói giết Trương Nhật Trần, hiện tại hắn nên nghĩ là làm sao bảo vệ tính mạng của mình. Chạy ra đông vực thánh thành, dây sắt nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng rít, bao vây lấy Từ Hàn và Đại Hy Vương bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang xông phá từ khí quyển của đông vực thánh thành. Bộ dung diệp phong truy kích lên, hóa thành một điểm đen biến mất ở trong mây. Thần Gia Tiên Sinh dục thân yếu ớt, thậm chí không bằng bán thánh vào đạo. Lúc trước trận chiến kia, hắn bị thương cường nặng, đầu lâu bị đánh nát một nửa, lộ ra xương sọ trắng hiếu, phần bụng bị một đạo lực lượng xuyên thủng, tạng phủ vỡ nát, máu tươi chảy ròng, thê thảm không nói ra được. Chủ yếu nhất là thánh tông quán bị thương tích không nhẹ, tinh thần lực đang ngoại tiết. Đi, tranh thủ thời gian rời khỏi Đông Dực Thánh Thành. Thần Gia Tiên Sinh hét lớn, hắn lấy ra một tấm đồn phù dán ở trên người, lập tức bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, chạy ra khỏi Đông Vực Thánh Thành. Ngay cả Từ Hàn và Thần Gia Tiên Sinh cũng đào tẩu, những tu sĩ xuất thủ tiến đánh Đông Vực Thánh Vương phủ khác tự nhiên cũng tranh nhau chen lấn bò chạy. Đương nhiên cũng có một chút tu sĩ cực kỳ khôn khéo, cảm thấy rất khó thoát thân, vì vậy sử dụng thủ đoạn ứng đúc cao siêu tìm mượn ở trong thành. Đông Vực Thánh Thành địa vực rộng rãi, tu sĩ vô số, cư long hỗn tạp, chỉ cần ứng tàng tốt, muốn tìm ra bọn hắn khó như lên trời. Muốn trốn nào có đơn giản như vậy? Trương Nhật Trần đếm ra dịch hoa cốt trượng, ở giữa không trung hóa thành một bộ xương màu đen. Ta lên thu về bốn quỷ vương lục kiếp, trở nên càng thêm cường đại. Tuy đói còn không cách nào so sánh với đạo vực cảnh, nhưng ở trong quy tắc đại thiên địa đã có như cao thủ. Bành, bộ xương màu đen đánh cho một quyền, cách không đánh trúng hai vị thánh vương, đánh cho bọn hắn rơi xuống. Thu về thánh hồn của hai vị thánh vương, bộ xương màu đen ngự phong phi hành, xông phá từ khí quyển của đông vực thánh thành, tiếp tục đuổi theo giết tu sĩ thánh cảnh chạy trốn. Ánh mắt của Trương Nhật Trần nhìn xa xa, nhìn thấy thân ảnh của La Ức, vị tu sĩ từ xương nguyên giới thuộc nguyên tông kia, là người xuất thủ quả quyết tàn nhẫn nhất. Mỗi một kích đánh ra, tất có một tu sĩ phe phái Thiên Đường Giới vận lạc. Hơn nữa hắn cũng truy sát ra từng khí quyển, tựa hồ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhật Trần không khỏi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tu sĩ Côn Luân Giới thống hận phe phái Thiên Đường Giới muốn đuổi tận giết tuyệt, đó là bởi vì phe phái Thiên Đường Giới không tiếc thủ đoạn chèn ép Côn Luân Giới, song phương thù hận rất sâu. Nhưng tu sĩ Thượng Nguyên Tông cùng phe phái Thiên Đường Giới hẳn không có cừu hận sâu như vậy mới đúng, thật đúng là một nhân vật có vấn đề. Trương Nhật Trần không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, chỉ âm thầm nhắc nhở mình sau này phải đề phòng đối phương. Cách Tân Hỏa Tháp không xa, Tuyên Giam Hồ xông phá vụ tiên thần kiếm hình thành kiếm võng, trong miệng phun ra thánh huyết, thương thế trên người càng nặng, toàn thân đều là vết kiếm. Mặc dù vẫn là hình thái nhân loại, nhưng nơi nào còn có một tia tuấn mỹ. Tuyên Giam Hồ cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Sơ Tiên Tử, oán độc không gì sánh được. Lạc Ngư, ngươi sẽ vì sự tình hôm nay mà bỏ ra cái giá thê thảm. Chờ bản công tử thương thế khỏi hẳn, nhất định để cho ngươi trả lại gấp bội. Thiên Huyễn Độn Tháp. Tuyên Giam Hồ thi triển ra một loại thánh thuật trung cấp, thân hình chia ra thành ngàn, đời trời đều là Tuyên Giam Hồ. Hơn ngàn Tuyên Giam Hồ nhắm một ngàn phương hướng khác nhau bay đi. Đổi lại tu sĩ khác đoán chừng rất khó phân biệt ra thật giả, sẽ để cho Tuyệt Nhâm Hồ thành công đào tẩu.
đáng tiếc, định nhân quán là thiên sơ tiên tử. Mắt dọc của thiên sơ tiên tử mở ra, trong giây mắt tìm được chân thân của tiên nhâm hồ. Cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, vũ thi thần kiếm bay ra như thần long bại vĩ, cứ rơi trên người tiên nhâm hồ. Chân trái của tiên nhâm hồ bị chém xuống, trong miệng phát ra thanh âm kêu thảm. A! À! Tiên nhâm hồ tiếp tục bỏ chạy, khuôn mặt trở nên dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gào thét, phẫn nộ, thống khổ, tức giận, các loại cảm xúc đang vào một chỗ. Có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn đào tổ, sau này tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Rất nhanh, tiên nhâm hồ chạy trốn tới giữa không trung, sắp xông phá tự khí quyển của Đông Vực Thánh Thành. Trong lòng vui sướng, chỉ cần xông phá tự khí quyển, bằng vào thủ đoạn của ta, cao thủ mạnh hơn nữa cũng lưu không được. Trên đỉnh đầu của hắn, không khí đột nhiên cháy lên, hóa thành biển lửa màu đỏ. Một cái chân to lớn hiện ra, bộc phát ra thần uy khiếp người. Thân thể của tuyệt nhâm hồ dưới bàn chân kia tựa như một con kiến nhỏ nhỏ. Không, không! Tuyệt nhâm hồ sống to, trong thanh âm tràn ngập cảm giác không cam lòng. Âm âm, bàn chân dậm lên tuyệt nhâm hồ, trấn áp hắn xuống mặt đất, đại địa rung mạnh. Hòa diễm hóa thành từng gợn sóng cao mấy trượng, kích xạ bốn phương tám hướng, quét lên bụi đất cuồn cuộn. Chờ hòa diễm tiêu tán, mọi người mới trông thấy, nơi đó xuất hiện một dấu chân dài đến ngàn trượng. Bùn đất bốn phía nhô lên, hóa thành núi nhỏ cao trăm mét. Đám bùn đất kia đều hòa tan thành nham tương màu vàng. Trương Nhật Trần kéo lấy tuyệt nham hồ từ trong hố lớn đi ra, đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt bệ nghệ bốn phía, cất giọng nói: từ nay về sau, Trương Nhật Trần ta chính là Đông Dực Chi Dương. Đông Dực do ta quyết định, ai dám phá hư quy tắc ta chế định, chết! Phốc phốc, Trương Nhật Trần chém xuống một kiếm, đầu lâu của tuyệt nham hồ bay ra ngoài. Bạch, Trương Nhật Trần cách không đánh ra một chưởng, đầu lâu chia năm xẻ bảy, biến thành huyết vụ. Ở trước mặt vô số tu sĩ, chém giết một cường giả đạo vực cảnh, loại ý hiếp kia đủ để mọi người ghi khắc cả đời. Bái kiến Đông Dực Dương, bái kiến Đông Dực Dương. Lấy Đông Vực Thánh Vương Phủ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra phía ngoài. Tu sĩ cùng luôn giới nhau nhau quỳ một chân trên đất lễ bái. Không chỉ bởi vì Trương Nhật Trần vừa rồi ý hiếp, càng bởi vì trong mắt bọn hắn chỉ có Trương Nhật Trần mới xứng làm Đông Vực Chi Vương, mới có năng lực bảo vệ bọn hắn không bị tu sĩ dị giới khi dễ và đồ sát. Lực lượng, bọn hắn tin tưởng lực lượng mới là căn bản tranh thủ quyền lợi sinh tồn, cho nên sùng bái cường giả. Bỗng dưng Trương Nhật Trần nhìn thấy bóng lưng rời đi của thiên sư tiên tử, đang bạch y tung bay như trích tiên địa trong chiến hỏa, đang dần dần đi xa, biến thành hư ảnh. Một câu cũng không muốn nói với ta, chẳng lẽ nào cảm thấy giúp ta đã lùi đám người thần gia tiên sinh chính là trả hết ân tình, đã không ai nợ ai? Trương Nhật Trần có chút thất lạc, ngốc tự mỉm cười chắp tay với Trương Nhật Trần, sau đó vác đồ tệ đang ngất đuổi theo thiên sơ tiên tử. Ưa thích thì đuổi theo, nếu nàng cũng có hào cảm với ngươi, tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ giúp ngươi. Ngươi phải biết tình huống lúc trước chúng ta cũng không có chiếm ưu thế, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thanh âm của Khương Vân xung vang lên bên cạnh Trương Nhật Trần. Ưa thích thì đuổi theo, nếu nàng không có hào cảm với ngươi, tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ giúp ngươi. Ngươi phải biết tình huống lúc trước chúng ta cũng không có chiếm ưu thế, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thanh âm của Khương Vân Sung vang lên ở bên cạnh Trương Nhật Trần. Hằng Lê Ánh bắt tán thưởng như bóng lưng của thiên sơ tiên tử. Trương Nhật Trần có chút động tâm, nhưng thời điểm muốn phóng ra một bước kia lại nhẹ nhàng lắc đầu nói: miệng cưỡng không được, chúng ta đối với nhau cảm giác còn không có đạt tới một bước kia. Thôi được, dù sao ngươi từ trước tới giờ cũng không thiếu hồng nhan tri kỷ. Khương Vân Sung cười nói. Mặc dù Khương Vân Sung nhận biết Trương Nhật Trần mới không đến một ngày, nhưng lại giống như khá hiểu hắn. Trương Nhật Trần hỏi: người rốt cuộc là ai? Khương Dân Sung, cùng luôn giới Khương tộc Khương Dân Sung. Khương Vân Sung nói. Trương Nhật Trần nói: tuổi của ngươi không cao hơn trăm tuổi à? Không sai. Khương Vân Sung nói. Trương Nhật Trần nói: nhưng cùng luôn giới là hai năm gần đây mới bắt đầu thức tỉnh, trước đó quy tắc thiên đạo của cung luân giới tàn khuyết không đầy đủ, trăm năm thành thánh cũng gian nan không gì sánh được. Không đến trăm năm, tu luyện cảnh giới như ngươi căn bản chính là việc không thể nào. Ngươi muốn đó cái gì? Khương Vân Sung chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh hỏi. Trương Nhật Trần nói: ngươi không thuộc về thời đại này. Khương Vân Sung trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói: không sai, ta đích thực không thuộc về thời đại này, nhưng bí mật này hiện tại tuyệt đối không thể bộc lộ ra. Trương Nhật Trần hỏi: vì sao? Bởi vì ngoại giới không biết thực lực chân chính của cung luân giới, để bọn hắn đánh giá thấp cung luân giới, khinh thị cung luân giới,
cùng lưu giới mới có thể ở trong đài thiếu hùng lạc này thu hoạch đến lợi ích lớn nhất. Nhưng nếu bọn hắn biết cùng lưu giới còn có một nhóm tu sĩ đang thức tỉnh, tất nhiên sẽ để một số người cảm thấy sợ hãi bất an. Lúc kia nghênh đón cùng lưu giới không phải công đức chiến mà là chiến tranh hủy diệt. Khương Vân Xuân thở dài. Cùng lưu giới hiện tại trên mặt độ nhất định phải do người chống đỡ. Ta biết đối với người mà đói có chút không công bằng, nhưng chúng ta đều không có lựa chọn. Ở trước mặt chúng ta không phải một cung lưu giới huy hoàng cường thịnh mà là một cung lưu giới suy bại. Nếu chúng ta lựa chọn trốn tránh, đó chính là chắp tay tặng đòn sông tốt đẹp cho người, không cam tâm mà. Trương Nhật Trần trùm mặt nửa ngày nói, loại tu sĩ tính lại như ngươi còn có bao nhiêu? Ta không biết. Khương Dung Xuân lắc đầu nói, chúng ta ngủ say ở địa phương khác biệt, bất quá đại khái có thể phỏng đoán ta hẳn là một trong những tu sĩ tỉnh lại sớm nhất. Chỉ có chờ cô lưu giới hoàn toàn khôi phục, những người ngủ say kia mới có thể tỉnh lại toàn bộ. Muốn từ trong ngủ mê thức tỉnh cũng không phải sự tình dễ dàng, rất nhiều tu sĩ đó không chắc đã chết ở trong mộng. Đương nhiên Trương Dực Trần ngươi cũng không cô đơn, ở thời đại này cũng có một vài anh kiệt được chọn lựa trở thành thiên tuyển chi tài cùng người kề gia chiến đấu. Thiên tuyển chi tài? Trương Dực Trần nghĩ đến Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ nàng chính là một người trong số đó? Khương Vân Xung nói, cùng lục giới có một vài sinh linh là từ thời kỳ trung cổ một mực sống đến thời đại này. Bọn chúng không phải nhân loại, thọ nguyên rất dài. Chính là bọn chúng chọn lựa ra thiên tuyển chi tử có thể tiếp nhận thiên mệnh. Bọn hắn sớm được đưa vào một vài mực địa đặc thù, sử dụng lực lượng thời gian phù trợ tiến hành bồi dưỡng tốt nhất, thu hoạch đại thánh thậm chí thần linh truyền thừa. Thời điểm bọn hắn xuất thế chính là chiến hữu tốt nhất của ngươi. Trương Nhật Trần nói, đáng tiếc ta đã không phải tu sĩ cô lưu giới. Hiện tại ngươi không phải trở về rồi sao? Khương Vân Xung cười nói, hai người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Khương Vân Xung vỗ vỗ bả vai của Trương Dực Trần nói, rời cô lưu giới cứ tiệc trở lại cô lưu giới thực ra là hành vi hèn nhát. Đại trưởng phu chân chính hoàng đế trở về trọng chứng cô lưu giới làm ra một phen diễn nghiệp mà ngay cả Trì Giao Nữ Hoàng cũng không thể làm được. Chờ đến tương lai có một ngày người đuổi Trì Giao Nữ Hoàng xuống thần đàn chấp trưởng cô lưu giới, đó mới là bản lĩnh thực sự. Sinh ra làm đam nhi nên định thiên lập địa. Trận chiến ở Đông Vực Thánh Thành hạ màn kết thúc, Lý Thần Gia tiên sinh cầm đầu phe phái Thiên Đường Giới bại trốn chấm dứt. Trận chiến này làm cho Trương Dực Trần, Khương Vân Xung, Mộ Dung Diệp Phong y danh đại chấn, ở trong lòng tu sĩ Đông Vực dựng lên phong phạm cường giả tuyệt đỉnh. Bởi vì có bọn họ sẽ để tu sĩ của các đại thế giới ý thức được cùng lưu giới không phải quả hồng mềm có thể tùy tiện đắm, cũng có một vài nhân vật hung ác giải thương hại và tuyệt nhầm hồ vẫn lạc, thiên thần bị bắt, Thần Gia tiên sinh trọng thương đào tổ. Chiến tích kinh người như thế đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Đông Vực Thánh Thành trở về bình tĩnh. Ở thời kỳ mẫn cảm này, tu sĩ thánh cảnh của các đại thế giới tập thể trong mặt đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Vực Thánh Vương phủ, Trương Dực Trần và Đông Vực Vương Trần Dận ngồi đối diện nhau. Đông Vực Vương là Trì Giao Nữ Hoàng Phong Vương Tước, đại biểu quan chức mà Trương Dực Trần chấp trưởng Tương Hòa Lệnh, thì là Đông Vực Chi Vương chân chính, chúa tể một vực. Trương Dực Trần giảng thuật ra toàn bộ quá trình gặp Trần Vũ Hóa. Sau khi nghe xong, Trần Dận bình tĩnh là thường, chỉ than nhẹ một tiếng. Hay, ở lúc sắp chết, phụ thân tìm được người có thể tiếp tục chấp trưởng Tương Hòa Lệnh, tin tưởng thời điểm hắn ra đi nhất định sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc hiện tại ta còn không chấp trưởng được Tương Hòa Lệnh. Trương Dực Trần nói. Trương Dực Trần cách tinh thực lực cấp 59 còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Trong mắt Trần Dận lộ ra thần sắc sầu lo. Chu Thiên Đại Trận bị đám người Thần Gia tiên sinh phá hư nghiêm trọng, ở trước khi được chữa trị căn bản không có cách vận chuyển bảo hộ Đông Vực Thánh Thành. Đại trận của phẩm thu hộ chủ thành của Đông Vực Thánh Vương Phủ cũng xuất hiện hư hao. Như thế cũng như vậy, nếu không cách nào kích hoạt thượng cổ minh văn, Đông Vực Thánh Thành sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất tu sĩ địa ngục giới đi vào Đông Vực Thánh Thành tùy ý phá hư, chính là tai nạn hủy diệt. Ngoại trừ địa ngục giới, thiên đường giới, thánh trạch giới, hắc ba giới cũng không thể không phòng. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ trả thù. Khương Vân Xung chắp hai tay sau lưng đứng ở bên cửa sổ thản nhiên nói, Trương Dực Trần, nếu ngươi tin Khương Mũ, Khương Mũ có thể tạm thời giúp ngươi chấp trưởng Tương Hòa Lệnh. Tinh thần lực của các chủ đã đạt đến cấp 59. Trương Dực Trần nói. Khương Vân Xung xoay người lại cười nói, tinh thần lực của ta không có mạnh như vậy, nhưng có người tinh thần lực lại đạt đến cấp độ như vậy.
Dân dược. Giới pháp hùng bình xuất hiện ở trong tay Khương Vân Xung. Môn được tụ nghiêng nước nghiêng thành, từ trong bình bay ra, thân thể của nàng hơi mờ, toàn thân tắm rửa Lý Quang Vũ. Đôn đốt, Trương Dực Trần điều động tinh thần lực, từ trong hư không chộp tới một tia lôi điện, đánh về phía Dân Dược. Dân Dược mỉm cười, duỗi ra một ngón tay ngọc, ở giữa không trung vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Lôi điện đánh tới bị cắn đuốt sạch sẽ. Trương Dực Trần nhẹ gật đầu, tin tưởng nàng có cường độ tinh thần lực cấp 59, hỏi: Nàng là người phương nào? Dân Dược. Khương Vương Sung nắm bàn tay hơi mờ của Dân Dược, có chút phiền muộn, nói: Đêm đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào trạng thái ngủ say. Đáng tiếc thời điểm ta tỉnh lại, phát hiện thân thể Dân Dược bị người đánh cắp, đến nay không có tìm được. Có lẽ ở bí dạng năm trước đã bị hủy. Phải biết tinh thần lực của tu sĩ chủ yếu là chứa đựng ở trong thánh tâm, mà Dân Dược chỉ là một thánh đồn, là có thể so sánh với thánh vương tinh thần lực cấp 59. Nếu nhục thể của nàng vẫn còn, thánh tâm thức tỉnh, tinh thần lực sẽ mạnh đến trình độ nào đối với Khương Vân Xung, Trương Dực Trần hiểu quá ít, không thể nói tin nhiệm. Nhưng thông qua trận chiến lúc trước, Trương Dực Trần nhìn ra được Khương Vân Xung là thực liều chết bảo vệ Đông Vực Thánh Thành. Buông đôi hắn là tu sĩ gì giới, Trương Dực Trần thật có chút không tin. Trong lòng Trương Dực Trần còn có chút lo nghĩ, hỏi: Người thần bí bán thiên bào huyết phụ đồ kia rốt cuộc là ai? Người này tự xưng Hạ Nhẫn Tâm, về phần thân phận của hắn ta cũng không rõ lắm. Khương Vân Xung tiếp tục nói: Hai ngày trước hắn mang theo thiên bào huyết phụ đồ đi vào Thiên Tuyệt Các, hy vọng nhờ đấu giá. Lúc ấy ta nhận được tin tức thần gia tiên sinh giải Thương Hải muốn tiêu diệt Đông Dực Thánh Như Phụ, khống chế Đông Dực Thánh Thành. Thế là cùng hắn làm một trận giao dịch, lợi dụng hắn đi đối phó giải Thương Hải. Hắn biết bị lợi dụng nhưng lại tiếp nhận điều kiện của ta. Người này chỉ quan tâm lợi ích cho kết quả, không để ý quá trình. Có thể khẳng định là hắn không phải tu sĩ côn luân giới. Trương Dực Trần hỏi: Vì cái gì? Tu sĩ côn luân giới làm sao có thể lấy ra thiên bà thạch khác đấu giá? Chẳng lẽ không sợ bị toàn bộ tu sĩ côn luân giới chửi mắng? Khương Vân Xung nói. Trương Dực Trần nói: Ngươi không phải nói hắn là một người chỉ để ý lợi ích cho kết quả, chẳng lẽ sẽ quan tâm người khác bán hắn hay sao? Hey, Khương Vân Xung đau đau. Dân Dược che miệng cười một tiếng, đang rất ít nhìn thấy Khương Vân Xung bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Bất quá ta ngược lại tin tưởng suy đoán của ngươi, người này hẳn không phải tu sĩ côn luân giới. Trương Dực Trần nói. Hết tập 380. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.